Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 111: Thiền tự. Quan Âm Thiền tự ở núi Thanh Tú, chùa này được xây ở giữa sườn núi. Không biết là lý bất ngôn kỹ thuật cao hơn một bậc, hay là Tạ Tam gia căn bản không muốn cầu nhân duyên gì, nói tóm lại Lý Bất Ngôn là người đầu tiên chạy đến chân núi ba người còn lại thì lục tục chạy tới. Chẳng ai có sức mà mở miệng nói chuyện, chồng vó nằm ở trên cỏ, trong lòng đều suy nghĩ một câu, mệt quá trời mệt. Tam gia, gia. Hai bóng người vọt tới, một người nhào vào bên cạnh tạ chi phi, một người nhào vào bên cạnh bùi tiếu. Chu thanh quanh năm mặt như tấm quan tài, cuối cùng lộ ra một nụ cười tươi. Tam gia, ta đa đoán mọi người sẽ đến hai ngày này mà. Hoàng kỳ cũng vội vàng nói. Gia, chúng ta đã hỏi thăm được nhà ngoại của quý lão phu nhân rồi. Cổ họng bùi tiêu bốc khói, khan khan hỏi. Ở đâu, lộ trình mấy canh giờ? Hoàng Kỳ. Ở huyện Đông Hưng, hạ lưu sông Bắc Thương, mấy canh giờ thì không tới được, ít nhất phải 5 ngày 5 đêm. Còn phải 5 ngày 5 đêm. Bùi tiếu nghiêng đầu. Coi như ta chết rồi đi, Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi nghiêng đầu, nhìn thấy trên lỗ tai trắng nõn của Yến Tam Hợp có một tầng lông tơ thật nhỏ, cực kỳ mềm mại, khác hoàn toàn với con người nàng. Cổ họng hắn chợt căng thẳng, vội vàng chỉnh lại đầu. Ngươi quyết định đi. Yến Tam Hợp bắt đầu đau bụng, nhưng vẫn kiên định nói. Nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sáng mai xuất phát. Bùi tiếu hiện tại nghe thấy hai chữ. Xuất phát. Thì chân lập tức mềm nhũn. Ông đây không đi nổi nữa, gọi mấy con lừa chọc trên núi tới khiêng bùi đại nhân của bọn họ đi đi. Ra, không cần khiêng đâu, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Đi nửa canh giờ là tới. Hoàng Kỳ Ân cần nói, "Tam gia, yến cô nương, Lý cô nương cũng lên xe đi, xe ngựa kia rất rộng rãi, trong chùa đã chuẩn bị xong cả rồi." Rộng rãi ư? Còn chẳng phải gặp hai chân lại sao, bốn con người, tám con mắt chừng nhau. Nhưng nửa canh giờ thì đúng nửa canh giờ. Trụ trì chùa Quan Âm là một lão hòa thượng pháp hiệu Trường Thanh. Theo đạo lý mà nói thì có thể làm đến vị trí trụ trì không phải đều cực kỳ tiên phong đạo cốt sao. Nhưng người này thì không. Lão hòa thượng trường thanh tai to mặt lớn, mặt mày bóng loáng, cả người béo như một quả cầu, chẳng khác gì một phú ông. Nhìn thấy bùi đại nhân, tên phú ông cười đến hai mắt híp lại. Bùi đại nhân đại giá quang lâm, thật đúng là rồng đến nhà tôm, lão nạp. Đừng nói giọng quan nữa, bùi đại nhân hiện tại chỉ còn có nửa cái mạng, ta chỉ muốn tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, uống rượu, ăn thịt, ngủ thôi. Bùi Tiếu mặt dày nói. Tốt nhất còn có một hai Nico đến hát tiểu khúc góp vui. Phu ông sốt ruột đến nhíu mày. Nico, trong miếu hòa thượng thì lấy đâu ra Nico? Nhân mặt làm gì, không cần Nico, mấy thứ khác đều cần. Bùi Tiếu đưa tay chỉ hắn. Đừng tưởng ta không biết chuyện mờ ám trong chùa các ngươi. Lát nữa chờ ta bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Vâng, vâng, vâng. Phú ông vừa trả lời vừa liếc nhìn sau lưng bùi tiếu. Bùi tiếu nhường ra nửa bước, giới thiệu. Vị này là huynh đệ tốt của ta, hai vị kia là muội muội tốt của huynh đệ ta. Huynh đệ tốt và muội muội tốt cùng hành lễ. Nhân trung long phượng, đều là nhân trung long phượng. Thủ tài chủ vừa khen, vừa cung kính làm tư thế mời. Bùi đại nhân, mời. Bùi tiếu vinh váo tự đắc giơ tay lên. Đi phía trước dẫn đường. Mấy chục hòa thượng cùng niệm một tiếng, A Di Đà Phật. Về bùi đại nhân ở chính giữa, chậm rãi vào chùa. Lý Bất Ngôn nhìn đến ngây người, lấy cánh tay đụng Yến Tam Hợp, quan uy của bùi đại nhân lớn thật. Yến Tam Hợp lại liếc tả chi phi một cái. Một tên là Binh Mã Ti Ngũ Thành, một tên là Tăng Lục Tư, chức quan của hai người này tựa như chẳng đáng nhìn, nhưng bên trong lại dường như có cản khôn khác. Tà Tam Gia. Nàng gọi. Hả? có phải toàn bộ tăng nhân của nước đại Hoa đều do tăng lục ti quản lý không? Ừ, tăng nhân đều lĩnh bồng lộc triều đình. Tạ Chi Phi nhớ mày. Là tăng nhân lĩnh bồng lộc triều đình, thì mới tính là tăng nhân chân chính. Yến Tam hợp gật gật đầu, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Tạ Chi Phi vừa nhìn dáng vẻ của nàng thì đột nhiên cả người nổi da gà. Công việc của binh mã ti và tăng lục ti ở Bắc Thành, người đứng sau thực sự là triệu hoài nhân. Nếu không, hắn sẽ không ăn no rừng mỡ, lăn lộn với đám ăn mày đến mức thân quen, Minh Đình cũng sẽ không cả ngày đối mặt với một đám hòa thượng đầu chọc, ăn cơm một miếng tanh cũng không thấy. Nhưng khúc mắc trong này cực kỳ phức tạp, không phải người thông minh thì căn bản nhìn không ra, nghĩ không được, nhưng nha đầu này. Tả Chi Phi cười khổ. Xem ra sau này nói chuyện với nàng thì phải để ý nhiều hơn mới được. Có ánh sáng của bùi đại nhân, lão hòa thượng trường thanh nhường ra một viện yên tĩnh nhất, dâm mát nhất trong quan âm thiên tự yến tam hợp đi vào chợt cảm thấy như có một luồng gió mát đập vào mặt ta và bất ngôn ở phòng nào chu thanh vội nói hai vị cô nương ở đông viện quần áo giày dép đều đã chuẩn bị xong cô nương muốn ăn cơm trước hay là tắm rửa trước yến tam hợp tắm rửa ăn cơm ngủ giờ dần xuất phát chu thanh vâng ta đi chuẩn bị đây yến tam hợp kéo lý bất ngôn vào nhà ăn trong phòng lại càng mát mẻ, giá áo treo mấy thân áo dài kiểu nam, vừa sờ nguyên liệu thì thấy vừa mềm vừa trơn. Phía dưới giá áo có hai đôi giày thêu. Thử xem thì kích thước cũng vừa vặn. Yến Tam Hợp lúc này mới hiểu được vì sao tạ chi phi đi đâu cũng mang theo chu thanh, người này không nói nhiều, nhưng quan sát tỉ mỉ, và lại làm chuyện gì cũng chu toàn. Dưới thân đột nhiên có thứ gì đó vọt ra. Yến Tam Hợp biến sắc. Bất ngôn, ta tới tháng rồi, lý bất ngôn cười túi quần áo ngươi mau tắm rửa trước đi ta sẽ cho người nấu nước gừng đường đỏ cho ngươi cơm nước xong rồi đi ngủ ăn chưa được mấy miếng cơm yến tam hợp đã đau đớn ngã xuống giường lý bất ngôn cẩn thận lau khô tóc cho nàng kiếp sau chúng ta đầu thai làm nam nhân cho đỡ khổ kiếp sau đầu thai làm nữ nhân lão tử không chịu khổ sở thế này nữa đâu đây là tiếng lòng của bùi đại nhân lúc này nam nhân vào quan trường chuyện gì cũng không phải tùy tiện ứng phó vài câu là xong. Cho dù chức quan của ngươi có cao nhất thì lúc có điều nên cầu xin người, nên hàn huyên, nên nói lời hay, nên tươi cười thì chẳng thế thiếu. Để bùi đại nhân mắng chửi người khác thì đơn giản, kêu hắn tươi cười. Ta nhịn, bầu không khí bị kéo đến một mức độ nhất định, bùi đại nhân lại nhịn không được, nhắc tới yêu cầu của mình. Chủ trì trường thanh mặc dù kinh ngạc, nhưng chẳng dám hỏi nhiều, lập tức đổi sáu con ngựa, bốn võ tăng, chuẩn bị lương khô vài ngày. Thật sự phải lên đường sao? Bùi đại nhân nhìn con người đầy thịt mỡ này, trong lòng cảm thán. Tiễn trụ chỉ đi, Chu thanh, hoàng kỳ hầu hạ hai vị ra tắm rửa, dùng cơm. Tả chi phi thấy đông viện đối diện không có chút động tính, trong lòng không yên tâm đưa mắt ra hiệu với Chu thanh. Chu thanh dường như đã dự đoán được tam gia sẽ hỏi, thấp giọng nói. Lý cô nương sai người nấu một chén canh gừng đường đỏ, hình như là Yến cô nương không thoải mái. Vậy còn không mau mời lang Trung. mời lang Trung cái gì chứ? Bùi tiếu nhìn hắn với vẻ mặt. Ngươi bị ngu à, hai chấm, muội muội nhà ngươi tháng nào cũng phải uống một chén canh này. Tạ chi phi lúc này mới ý thức được chuyện gì, đỏ mặt nói. Đừng có nhắc đến từ muội muội nữa, ta thấy ngươi đến câu lan nghe khúc hơi nhiều rồi đó. Bùi tiếu tức muốn chửi người. Ông đây xuất thân y ra, năm tuổi đã hiểu chuyện đó của nữ nhân, nào giống như ngươi, đi nhiều mà có biết quái gì đâu. Nói nhỏ thôi, tổ tông ơi. Tả chi phi muốn bịt miệng hắn. Đừng để đối diện nghe thấy. Bùi tiếu bị hắn dọa đến biến sắc, sau đó lại cười giả là tiến lại gần, thấp giọng nói. Ngươi nói, cái cô nương như bà đồng ấy thì tương lai ai sẽ cưới nàng. Ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này, nghĩ đến quý gia của ngươi trước đi. Tả chi phi bực bội đẩy hắn sang một bên. Cưới nàng phải qua cửa ải của Tà Tam ra ta trước đã. Chương 112, nước chưa hầu. Giờ dần một khắc, phía chân trời vẫn còn tối mịt mù. Trong tiếng tụng kinh buổi sáng của sư sái, sáu người tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa rời khỏi chùa Quan Âm. Mà giờ phút này, nén hương đầu tiên của các thiện nam tín nữ còn chưa được đốt lên. Theo nhận thức của Bùi đại nhân, lộ trình 5 ngày thì chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 lần là có thể đến được nào biết đoạn đường này gần như không có quan đạo bằng phẳng, mà đều phải trèo đèo lội suối, tốc độ căn bản không tăng lên tí nào, chỉ có sự mệt mỏi thì ngày càng tăng. Lại nhìn chủ tớ Yến tam hợp, Lý Đại Hiệp không phải người thì không nói, bà đồng họ Yến rõ ràng không khỏe nhưng bước đi vẫn như bay. Cũng không phải người, võ tăng dẫn đầu tên là Trí Thông, rất có lòng lấy một cuốn kinh kim cang chép tay đưa cho hắn. Nếu đại nhân mệt mỏi, đọc kinh kim cang cho đỡ mệt còn kinh kim cang ngươi cho ông ấy ăn viên kim cang cũng vô dụng thôi bùi tiếu liếc mắt một cái tiếp tục chống quải trượng leo núi ngựa của hắn là do hoàng kỳ dắt lý bất ngôn là người đầu tiên leo lên đỉnh núi kêu trí thông sư phụ mấy núi như vậy còn bao nhiêu ngọn nữa trí thông lý cô nương vượt qua bảy ngọn núi như vậy là tới huyện đông hưng rồi chân bùi tiếu mềm nhũn suýt nữa thì lăn xuống núi bảy ngọn. Bà ngoại ơi, bà là muốn mạng nhỏ của cháu ngoại cưng rồi. Yến Tam Hợp quay đầu nhìn bùi tiếu, lại nhìn sắc trời. Bất ngôn, ngươi xuống núi trước để tìm một chỗ đặt chân. Được. Lý bất ngôn nhảy hai ba cái thì không thấy bóng dáng nữa. Ánh mắt tạ chi phi lóe lên, bò đến bên cạnh Yến Tam Hợp. Có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lúc không? An toàn qua đêm dưới chân núi. Yến Tam Hợp nghiêng mặt nhìn hắn, hời hợt nói. Ta không sao. Bởi vì mất máu nên mặt cô trắng bệch, chán chóp mũi đều là mồ hôi. Cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ là dấm dứt, khó chịu. Hai vị tiểu thư tạ ra đến tháng thì chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, mấy nha hoàn chi kỳ hầu hạ, canh phòng bếp nhỏ nấu canh này canh kia, thay đổi đủ thứ. Lão Tổ Tông nói, con gái phải cương chiều, như thế mới nuôi ra được tiểu thư thiên kiều vạn quý. Tạ chi phi im lặng đi về phía trước hai bước, rồi đứng yên trước yến tam hợp xuống núi cũng nhanh nhưng dễ trượt hắn chắn ở phía trước nàng yến tam hợp nhìn hắn một lát không gì khẽ thở ra một hơi hai canh giờ xuống núi vừa lúc sắc trời tối đen nghỉ ngơi và hồi phục một đêm rồi tiếp tục lên đường lúc trèo tới đỉnh núi cuối cùng thì tốc độ của lý bất ngôn cũng chậm lại mà bùi đại nhân thì đã tê liệt ngã xuống trên người hoàng kỳ giống như con cá chết chỉ đủ thở chứ chẳng còn hơi mà tức giận nữa. Cũng khó trách sau khi bà ngoại 16 tuổi vào kinh lại không trở về nhà ngoại nữa. Cái nơi quỷ quái này thì trở về thế nào? Nhân lúc người ta không chú ý, Hoàng Kỳ len lén nói bên tai chủ tử. Ra, lát nữa xuống núi ta có người. Bùi tiếu len lén nhìn Yến Tam Hợp. Cút, ra không cần mặt mũi à? Yến Tam Hợp thực ra là đang nghiến răng chống đỡ đến tháng mà phải liên tục 5 ngày trèo đèo lội suối, cảm giác này ai thử thì biết, nhưng nàng không quen làm loạn, mà làm loạn cũng sẽ không có người để ý. Cái gì mà thứ xuất của thế gia? Cái gì mà môn đệ không thua quý phủ chứ? Cứ ngó cái khả năng chịu khổ chịu khó của cô bây giờ đi, xuất thân có thể cao được sao? Hòa thượng trí năng thấy đám người thì sắc mặt trắng bệch, người thì hấp hối, vì để cổ vũ hắn leo đến chỗ cao nhất, chỉ vào dưới chân núi, cao giọng nói đại nhân, tam gia, mau đến xem này, huyện Đông Hương ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Đại nhân thì đã xuống lỗ gần nửa rồi, nhưng tam gia vẫn còn thờ hồn hển chỉ là thờ hồn hển như một con trâu. Hắn dãy rụa đứng lên, vừa ngừng đầu thì phát hiện Yến Tam Hợp đã đứng bên cạnh Chí Năng. Chí Năng vừa thấy người tới là nàng, thì vội đừng qua một bên. Mấy ngày nay hắn như đã nhìn ra rồi, Yến cô nương im lặng ít nói nhất trong sáu người, thực ra mới là lão đại nói một không nói hai. Yến Tam Hợp đưa mắt nhìn về phía xa. Một con sông kéo dài ngàn dặm che trời đất rộng lớn thành hai cánh, mặc dù cách xa như vậy nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được con sông kia rộng lớn và chảy xiết thế nào. Sư phụ trí năng, con sông kia chính là sông Bắc Thương sao? Đúng vậy. Bàn tay trí năng chỉ về phía xa hơn. Phía bên kia sông Bắc Thương là phố cổ đại tề, cô nương xem nhà cửa hai bên không giống nhau, chấm, đại tề. Yến Tam hợp hơi kinh ngạc. Đoạn đường này vội vàng gấp gáp, nàng quên mất tả đạo chi từng nói, đại tề có liên quan đến việc trịnh thị bị diệt tộc. Vậy sông Giáp Thương tương đương với đường biên giới sao? Nàng hỏi. Cũng không tính là biên giới, triều đình thiết lập bố chính sứ ti ở đây, có thể trực tiếp dâng thư cho Hoàng thượng. Hơi thở ấm nóng thổi xuống, Yến Tam hợp quay đầu lại thì phát hiện tả Chi Phi đang đứng bên cạnh nàng đại khái là do dâu mọc ra nên sắc mặt của hắn nhìn có vẻ tang thương hơn bình thường một chút yến tam hợp cong mắt bây giờ là vậy cũng có nghĩa đã từng không phải có thể nói cụ thể hơn không cảm thấy hứng thú sao hắn học theo dáng vẻ của cô cũng cong mắt học ta làm gì yến tam hợp bình tĩnh lui về phía sau nửa bước hứng thú thực ra nước đại tề bắt đầu từ triều tần đến thời hán đường vẫn luôn là lãnh thổ của nước hoa hạ chúng ta năm đời mười nước sau nhiều lần chiến loạn đã phát ly sự thống trị của Hoa Hạ trở thành một nước nhỏ độc lập. Tả Chi Phi nhìn ra xa. Tuy nói là nước nhỏ nhưng cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào Hoa Hạ xem như là một nước chư hầu. Yến Tam hợp không hiểu liền hỏi. Nước chư hầu là gì? Nước chư hầu giống như quan hệ giữa ngươi và Lý Bất Ngôn. Ngươi nói Lý Bất Ngôn là bằng hiếu đồng bạn của ngươi nhưng trên thực tế nàng cực kỳ nghe lời ngươi. Ngươi bảo nàng đi đông nàng sẽ không đi tây. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn. Nàng có thứ gì tốt, đầu tiên sẽ nghĩ đến ngươi. Mà Lý Bất Ngôn một khi gặp nguy hiểm gì, thì chỉ có thể cầu cứu ngươi. Lý Bất Ngôn dựng thẳng hai lỗ tai nghe, không bỏ sót chữ nào, trong lòng nói ví dụ này mà tả tam ra ngươi cũng nghĩ ra được. Mà ngươi, thấy nàng có việc cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, hiểu chưa? Có một chút không rõ, chuyện của Lý Bất Ngôn, ta do nàng tự quyết định, nội chính nước chư hầu do ai làm chủ hỏi hay lắm tả chi phi nội chính của nước phiên thuộc việc nhỏ có thể tự mình làm chủ việc lớn thì do nước lớn phụ thuộc làm chủ có vương hầu tướng quân của mình có quân đội của mình có dân chúng của mình lại còn phải nghe theo chính lệnh của nước lớn yến tam hợp khẽ nhướng mày tam gia nói tiếp đi tả chi phi im lặng tiên đế năm xưa sắc phong hoàng đế nước đại tề là trần thị trần thị hàng năm triều cống cho hoa quốc còn thường phái quan viên đến hoa quốc học tập giao lưu quan hệ hai nước cực kỳ hòa hợp. Lời này người bên ngoài không nghe ra gì nhưng Yến Tam Hợp lại nghe ra một ít ý tứ khác. Cái gọi là đại sự, chính là chuyện đại sự như phong hoàng đế ở nước chư hầu thì cũng do hoàng đế nước lớn định đoạt. Tiền đế đến tuổi già, đại tề lặng lẽ làm một việc kinh thiên động địa, cháu ngoại của hoàng đế Trần Thị Ngô quan nguyệt mưu quyền xoán vị. Giọng nói tạ chi phi đột nhiên trầm xuống. Bởi vì hai nước cách nhau rất xa, tiền đế đến chết đều giấu giếm, trên dưới hoa quốc không ai biết. Ngô Quan Nguyệt, Yến Tam hợp dùng mình. Tả đạo chi từng nói, người này và con trai hắn chính là đầu sò gây nên cuộc tàn sát tộc Trịnh thị. Chương 113, câu chuyện. Yến Tam hợp biết kết cục của phụ tử Ngô Quan Nguyệt, lại không biết thị phi khúc chiết trong này, trong lòng càng tò mò. Sau đó bị phát hiện như thế nào? Tiên đế Băng Hà, tân đế kế vị Dựa theo lệ thường thì sau khi tân đế kế vị thì nước chư hầu phái sứ thần đến chúc mừng. Tả Chi Phi nhìn thoáng qua kinh thành, giọng điệu vẫn rất trầm thấp. Lúc này quan viên lễ bộ mới phát hiện trên văn thư chiều mừng, hoàng đế đại tề không còn họ trần nữa, mà đổi thành họ ngô. Cuối tôn văn này còn viết một câu, ngô quan nguyệt được dân chúng ủng hộ lập vương, mong được hoàng đế hoa quốc sắc phong. Yến Tam Hợp nói tiếp. Núi cao đường xa, Hoàng thượng không biết trong đại tề xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ phái người đi tuần tra. Đúng vậy. Tạ chi phi. Hoàng thượng phái lễ bộ Hiếu Thị Lang đi đại tề thăm hỏi tình hình thực tế. Hiếu Thị Lang trở về dân thư nói tình hình là thật, Hoàng thượng bèn lập văn thư sắc phong. Bùi tiếu khịt mũi khinh thường. Hiếu Thị Lang 89 phần 10 là nhận hối lộ, bà cầm không ít đâu. Sau đó thì sao? Lúc này người dục là Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn nghe mà chẳng chớp mắt thầm nghĩ chuyện xưa đặc sắc như vậy, nếu như đổi người kể chuyện thì tốt biết bao. Tả tam gia từ đầu tới cuối đều chỉ có một giọng điều. Năm Vĩnh Hòa thứ hai, lão thần tôn bân của nước đại tề đột nhiên đến phủ Nam Ninh, nói có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo với Hoàng thượng. Chi phủ Nam Ninh nhận thấy không đúng, lập tức phái binh mã hộ tống hắn đến Kinh Thành. Tả chi phi tiếp tục dùng một giọng nói. Tôn bân nhìn thấy Hoàng đế, vừa khóc, vừa lên án ngô quan nguyện huyết tẩy Hoàng tộc Trần Thị huyết tẩy chiều đường, mưu quyền xoán vị. Chỉ hai câu nói ung dung mà mọi người nghe đến tim đập thình thịch. Yến Tam hợp lại cực kỳ bình tĩnh. Hoàng thượng nổi trận lui đình, vì thế phái binh xuất trinh. Lần này, ngươi đoán sai rồi." Tạ Chi Phi đảo mắt, cúi đầu nhìn Yến Tam hợp. Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, há có thể chỉ tin lời nói phiến diện, huống chi còn có hộ bộ thị lang làm chứng. Chỉ là không đợi hoàng thượng phái người đến nước đại tề tìm hiểu thì lại có một người chạy tới kinh thành, các ngươi đoán là ai? Bùi tiếu tức giận. Tạ ngũ thập, con bà nó ngươi lại nói nửa câu, ta bóp chết ngươi giờ. Tạ chi phi liếc bùi tiếu một cái. Là thứ đệ của hoàng đế Trần Thị. Yến Tam hợp nhíu mày. Hắn sống sót trong huyết tẩy ư. Tạ chi phi gật đầu. May mắn thoát được một mạng. Yến Tam hợp. Cái này cũng chứng thực lời lão thần Tôn Bân nói là thật, lúc này hoàng thượng nên phái binh đi. Tả Chi Phi lắc đầu, công văn sắc phong đã chiêu cáo thiên hạ. Thứ nhất là quân không nói đùa, thứ hai là đánh trận hao phí quốc lực, tài lực. Chẳng lẽ còn có cách giải quyết tốt hơn? Yến Tam hợp suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tả Chi Phi. Có, để cho Ngô Quan Nguyệt kia tự động nhường chỗ. Thứ nhất có thể bảo toàn thể diện hoàng thượng, thứ hai không phí một binh một tốt. Tả Chi Phi nhìn cô khẽ cười, hai mắt sáng lên hắn cười cái gì yến tam hợp yên lặng nghiêng tầm mắt vì thế hoàng thượng phát chiếu thư đến đại tề đồng thời ban ân đức với uy quyền cho ngô quan nguyệt tạ chi phi vẫn nhìn cô yến tam hợp nếu cô là ngô quan nguyệt cô sẽ như thế nào yến tam hợp bị hắn hỏi kết cục của ngô quan nguyệt là bị diệt tộc sau đó chạy trốn như vậy nói cách khác hắn thà chết không theo lần này ngươi lại đoán sai rồi hắn phái sứ thần tới kinh thành đưa chiếu thư nói đồng ý nhường vương vị, cũng thành tâm thành ý tiếp nhận tất cả trừng phạt của Hoa Quốc. Yến Tam hợp thốt ra. Kế hoãn binh sao? Tả Chi Phi không nói phải, cũng không nói không phải, giọng điệu hơi chậm lại. Hoàng thượng mừng rỡ, triệu quần thần đến thương nghị, quyết định miễn trừ hết thầy trách nhiệm của Ngô Quan Nguyệt, cũng cho hắn đất phong, tỏ vẻ trấn an. Bùi tiếu lắc đầu. Hành động này của Hoàng thượng thực sự rộng lượng, rộng lượng đến mức có chút lòng dạ đàn bà, Yến Tam Hợp, ngươi nói phải không? Yến Tam Hợp không nói lời nào, lặng lặng chờ tạ chi phi nói tiếp. Hoàng thượng phái sứ thần và 5.000 tinh binh hộ tống thứ đệ quốc vương Trần Thị trở về Đại Tề Quốc, chuẩn bị tiếp nhận vương vị từ tay ngô quan nguyệt. Nào biết? Tạ chi phi nhớ mày, khẩu khí đột nhiên phẫn nộ khác thường. Như? Nào biết vừa qua sông Bắc Thương, đã bị ngô quan nguyệt mai phục, sứ thần và thứ đệ Trần Thị bị rơi đầu tại chỗ, 5.000 binh mã chết 300 bị thương một ngàn, người còn lại hốt hoảng tránh được sông Bắc Thương, về lại Hoa Quốc. Một chữ cuối cùng rơi xuống, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hai nước giao chiến, còn không giết sứ giả. Bùi tiếu giận tím mặt. Một nước chư hầu nho nhỏ, lại làm càn như thế, không biết tên khốn họ ngô kia ăn cái gì mà to gan như thế. Tà tam gia. Chán lý bất ngôn nổi gân xanh. Mau nói tiếp đi, sau đó thế nào? Năm Vĩnh Hòa thứ ba, Hoàng thượng phái Trịnh Ngọc tướng quân xuất binh bình đại tề, trận chiến này đại thắng, tộc Ngô thị bị huyết tẩy, nhưng phụ tử Ngô Quan Nguyệt lại nhân cơ hội chạy trốn. Yến Tam hợp, làm sao ngươi biết? Bùi Tiếu cả kinh mắt rơi xuống đất. Đúng vậy, tiểu thư, làm sao cô biết? Ta còn biết, năm Vĩnh Hòa thứ 8, phụ tử Ngô Quan Nguyệt phái sát thủ lẻn vào kinh thành, tàn sát phủ tướng quân Trịnh Ngọc. Yến Tam hợp hời hợt nói: 180 người phủ Trịnh tướng quân không ai sống sót. Ngươi Ngươi, ngươi. Bùi tiếu cả kinh nói không ra lời, chẳng lẽ bà đồng còn có bản lĩnh bấm ngón tay coi bói nữa. Yến tam hợp. Tạ chi phi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đè tất cả cảm xúc xuống. Phụ thân ta nói kết cục của phụ tử ngô quan nguyệt cho ngươi biết, lại không nói cho ngươi biết thị phi khúc chiết trong đó, bây giờ đều đã hiểu rồi chứ. Đa tạ ngươi giải thích nghi hoặc cho ta. Yến Tam hợp đối diện với ánh mắt thâm thúy của tạ Chi Phi. Thực ra, chuyện này ta đã buông xuống rồi có thể buông xuống là tốt rồi đại khái điều dễ dàng nhất trên đời này là buông xuống nhưng không dễ dàng nhất cũng là buông xuống tạ chi phi quay mặt nhìn con sông bắc thương uốn lượn không ngừng không nói thêm câu nào yến tam yên lặng nhìn hắn không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy tạ chi phi giờ phút này không giống tạ chi phi lúc trước dường như quá mức thâm trầm a di đà phật Chí thông hòa thượng chắp tay trước ngực. Tam gia đã kể chuyện xong, bây giờ chúng ta xuống núi đi. Xuống núi, xuống núi, làm chính sự quan trọng hơn. Bùi tiếu nói tay Hoàng Kỳ đứng lên. Tạ ngũ thập, ngươi tới đỡ ta đi. Ngươi không phải có Hoàng Kỳ đó sao? Lão tử muốn ngươi đỡ, không được sao? Tạ chi phi không biết hắn lại mắc cái giống gì, đành đi qua, đưa tay đỡ, thấp giọng hỏi. Gọi ta tới làm gì? giọng nói bùi tiếu gần như là thoát ra từ trong xoang mũi. Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Làm sao cái gì? Con bà nó ngươi bớt vờ vịt qua loa đi. Bùi tiếu nghiến răng nghiến lợi. Đừng quên hai chúng ta là cùng mặc cái quần thùng đít lớn lên, mông ngươi vảnh hay đi sao 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 ra phân gì cũng đừng hỏng gạt được ta. Tạ chi phi bị hắn chọc cười. Vậy ngươi nói xem, ta đi ra phân gì? Con bà nó ngươi có tâm sự, ta có tâm sự gì chứ? Bùi tiếu bĩu môi cười gần, chỉ vào bóng lưng Yến Tam Hợp. Ngươi kể chuyện điều tra rõ ràng 800 năm trước cho nàng, còn nói không có ý kia sao? Tạ Chi Phi. Đến đây đi. Khóe miệng bùi tiếu lộ ra vẻ đắc ý nho nhỏ. Nói rõ cho huynh đệ biết đi nào. Tạ Chi Phi không nhúc nhích. Thánh thủ nào chữa bệnh tốt nhất ở Thái Y Viện? Đó chắc chắn là phụ thân ta rồi. Sau khi trở về, kêu phụ thân ngươi giúp ngươi trần mạch đi. Ta có bệnh gì đâu? Bệnh thần kinh chương 114, Người Thương. Phía sau là núi Đông Hưng, phía trước là sông Bắc Thương, phong thủy huyện Đông Hưng khá tốt. Thị trấn không lớn, Chu Thanh đi nghe ngóng một lúc đã tìm được nhà ngoại của quý lão phu nhân. Nếu đã ở trước mắt, Yến Tam hợp lại càng không muốn chậm trễ. Sư phụ trí thông, trong huyện này có chùa miếu nào không? Có, là miếu quan đế. Các ngươi đến miếu quan đế nghỉ ngơi trước đi, tối nay chúng ta tới gặp các ngươi Yến Tam hợp làm phiền giúp chúng ta để lại ba gian trai phòng. Sư phụ trí thông gật đầu. Cô Nương yên tâm, trai phòng và cơm nước đều sắp xếp đầy đủ. Đa tạ. Yến Tam hợp nhìn về phía Chu Thanh, Hoàng Kỳ. Hai người đi dò đường trước. Vâng. Vài ngày trôi qua, hai người cũng không cần nhìn sắc mặt ra mình nữa. Dù sao Yến cô Nương nói cái gì thì chính là cái đó. Chỉ qua non nửa canh giờ, nhà ngoại của lão phu nhân ở ngay trước mắt đó là một ngôi nhà vuông vức, phía trước cửa chính treo một bảng hiệu, trên đó viết hai chữ. Hồ Trạch chấm. Chu Thanh đến gõ cửa. Chờ một lát cửa có một nữ nhân bước ra mở cửa, trong tay nữ nhân còn bế một đứa bé. Các ngươi tìm ai? Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu một cái, Bùi Tiếu vội mở miệng nói. Chúng ta từ Kinh Thành đến. Nữ nhân. Kinh Thành ư, Kinh Thành, Quý Gia, Hộ Bộ Thị lang. Nữ nhân sừng sốt một lát, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, vừa chạy, vừa hét lớn. Đương gia ơi, quá trời rồi, quý gia ở Kinh Thành tìm tới cửa rồi. Ai ra, là cô tổ mẫu nhà chúng ta đó. Giọng nói này, bùi tiếu vừa định ngoáy ngoáy lỗ tai, thì chợt nghe Yến Tam hợp nói với hắn. Lát nữa đi vào, đầu tiên tìm người cùng thế hệ với lão phu nhân, sau đó tìm tiểu bối đã từng gặp lão phu nhân. Chuyện này còn cần ngươi dặn sao? Coi bùi đại nhân ta là gì hả? bùi tiếu im lặng liếc mắt xem thường. Mời vào nội trạch, vào nhà chính, bưng trà rót nước. Trà còn chưa uống xong, trong nhà chính đã có mười mấy nam nhân tuổi trung niên tràn vào. Dẫn đầu là một người trung niên hơn 50 tuổi, thân hình khô quát, ánh mắt đảo quanh bùi tiếu và tạ chi phi. Hai vị quý nhân, các người thật sự là người của quý gia kinh thành. Bùi tiếu lớn tiếng dọa người. Ngươi là gì của lão phu nhân? Nam nhân vội nói. Ta là cháu trai lớn của bà. Cháu trai lớn lui về phía sau trước. Bùi tiếu ho khan một tiếng. Gọi trưởng bối nhà các ngươi ra đây, việc này không thể nói với ngươi. Cháu trai lớn mặt như đưa đám. Quý nhân à, phụ thân mẫu thân ta, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc đều đi rồi, bây giờ ta là đương gia. Bùi tiếu vung tay lên. Người từng gặp hồ thị khi còn bé ở lại, những người còn lại đi ra ngoài. Lời của quý nhân, ai dám không nghe rầm rầm vốn trong nhà chính còn chật trội thoáng cái chỉ còn lại một mình cháu trai lớn bùi tiếu trong lòng còn sợ hãi nhìn yến tam hợp một cái trong lòng nói nguy rồi còn có một người toàn quân bị diệt rồi yến tam hợp chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ngồi cháu trai lớn mờ mịt đang yên đang lành sao đột nhiên có một nữ tử xen vào như thế này không hợp quy củ lắm Trong mình ngồi thì ngươi ngồi đi bùi tiếu vỗ bàn cực kỳ khí thế nàng hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó, không được thiếu một chữ. Chân cháu trai cả mềm ra, quỳ dạp xuống đất, gương mặt càng mơ hồ. Mong mỏi ngày đêm, cuối cùng cũng mong được người quý ra đến, sao đột nhiên lại hung hăng như vậy? Chẳng lẽ không phải là đưa tiền về giúp lão phu nhân sao? Yến Tam Hợp, ngươi tên gì? Cháu trai lớn run rẩy nói. Hồ Dũng. Yến Tam Hợp, lão phu nhân đứng thứ mấy trong nhà? Hồ Dũng. Cô ta đứng thứ ba, hai huynh trưởng và hai đệ đệ. Yến Tam Hợp. Hồ Gia chỉ có một đứa con gái sao? Hồ Dũng. Chỉ có một mình cô ta. Yến Tam Hợp. Lúc bà rời khỏi huyện Đông Hưng, người mấy tuổi? Hồ Dũng. Bốn tuổi. Yến Tam Hợp vừa nghe bốn tuổi thì lòng lạnh đi một nửa. Bốn tuổi thì có nhớ chuyện không? Hồ Dũng không hiểu. Nhớ chuyện gì? Bùi tiếu lại vỗ bàn. Chuyện của cô ngươi. Hồ Dũng bị hắn dọa thành một con chim sợ cành cong. Yến Tam Hợp không ngăn bùi tiếu dùng quan uy. Hơn một tháng màn trời chiếu đất, đừng nói bùi tiếu, đến nàng cũng chẳng có kiên nhẫn chậm rãi nói chuyện với tiểu bối Hồ Gia. Trước kia cô ngươi có nuôi một con chó đen phải không? Đã từng nuôi, khi còn bé ta còn chơi với con chó kia, tên là gì nhỉ? Nhớ ra rồi, tên là Hắc Đản. Yến Tam Hợp. Có phải nàng rất thích con chó kia không? Hồ Dũng chẳng hề do dự, Cưng lắm, đi đâu cũng mang theo, chó cũng thân với cô lắm, nghe phụ thân ta nói, cô ta đi ngủ, nó sẽ ở ngay bên giường trông coi. Yến Tam hợp, vậy sau đó con chó ra sao? Chết rồi, cô ta vừa đi, nó không ăn không uống 10 ngày rồi đói chết. Hồ Dũng cẩn thận nhìn Yến Tam hợp, tuy rằng khi đó ta còn nhỏ, nhưng chuyện hắc đàn chết ta nhớ rất rõ ràng, ta còn khóc nữa. Yến Tam hợp đụng phải ánh mắt của Tả Chi Phi, hai người đều nhìn thấy sự kinh hãi trong ánh mắt đối phương chó tuy nhận chủ nhưng cũng không đến mức chủ nhân vừa đi thì đã chết đói như vậy chứ có thể thấy được con chó này và lão phu nhân có duyên phận không mỏng yến tam hợp nhíu mày hắc đàn trung thành như vậy ban đầu nó đến từ đâu hồ dũng gãi gãi cầm, nhớ lại một hồi lâu mới nói nghe phụ thân ta nói hình như là cô ta nhặt về từ bên ngoài yến tam hợp nàng nhặt về thế nào nhặt ở đâu cháu trai hồ dũng chấp chấp mắt nghĩ nửa ngày vẫn chỉ có thể chấp chấp ta ta thật sự không biết dù sao từ lúc ta nhớ được thì chó đã ở đây rồi yến tam hợp ừ một tiếng cô ngươi đến kinh thành làm thiếp là bà tự nguyện hay là bị ép buộc chuyện này đừng nói với ta ngươi không biết việc này yến tam hợp lạnh lùng nói tuy rằng ngươi chỉ có bốn tuổi nhưng trong nhà có một nhân vật lớn như vậy, người thế hệ trước không thể không nhắc đến. Hồ Dũng lén lén nhìn Yến Tam Hợp, trong lòng vừa suy nghĩ xem vì sao người quý gia lại ngàn dặm xa xôi tới hồ gia, tại sao lại hỏi những vấn đề kỳ quái này. Đột nhiên, một thanh trường kiếm sáng lấp lánh ném tới. Người ném kiếm là tạ chi phi đang bắt chéo chân, sắc mặt lạnh lùng tuấn tú. Lý bất ngôn nhìn thanh kiếm kia, thầm nói, tam gia à, sao ngươi lại cướp việc của ta thế? Hồ Dũng sợ tới mức run dày. Cô ta vốn không muốn đi, nhưng trong nhà nghèo rất mồng tơi, nếu bà ấy không đi làm thiếp thì nhị thúc, tam thúc, tứ thúc ta cưới được thê tử. Đó là kinh thành mà, quý gia còn làm quan nữa, đừng nói là thiếp, cho dù có làm tỷ nữ hầu hạ thì vẫn hơn là ngư nữ nhiều. Nghe phụ thân ta nói, cô ta trước kia từng có người thương. Giống như có một tia sét đánh vào trên người Yến Tam Hợp, khiến máu cả người cô chảy ngược lên. Không đợi Yến Tam Hợp mở miệng, Bùi Tiếu đã vỗ bàn. Người thương của bà là ai? Chuyện này... Hồ Dũng khổ sờ sờ đầu, nghĩ nửa ngày, đột nhiên sáng mắt lên. Nhớ ra rồi, mẫu thân ta từng nhắc đến một lần, hình như là người ở bờ bên kia. Lại giống như một tia sét đánh xuống đầu. Lần này, tất cả mọi người đều bị đánh đến ngoài cháy trong mềm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 115, cháu trai. Bờ bên kia nước đại tề. Trong lúc không khí đang yên tĩnh thì hai tiếng. Ông ục ùng ùng Vang lên không đúng lúc. Chuyện đó. Tạ chi phi ngoài mạnh trong yếu nói. Nó muốn kháng nghị, ta có ném thêm ba thanh kiếm thì nó cũng kháng nghị như thường à. Bùi tiếu vội vàng phụ hỏa. Ta cũng đói bụng. Yến Tam hợp nhìn về phía Hồ Dũng. Làm phiền chuẩn bị đồ ăn cho. Hồ Dũng dập đầu nói. Ta có thể hỏi một câu không, các vị rốt cuộc là người gì của quý gia thế? loại chuyện này không do yến tam hợp lo nàng ho khan ý bảo người nên lo nhanh nói một tiếng vì thế bùi đại nhân sửa sang lại siêm y thu vẻ kinh hãi trên mặt lại ta tên là bùi tiếu cứu thiện thế của tăng lục ti ở kinh thành chính lục phẩm lão phu nhân là bà ngoại ta cuối năm nay bà ngoại ta không bệnh mà chết a à... hồ dũng muốn gào vài tiếng nhưng lại gào không nổi miệng há to khuôn mặt đen gầy đỏ bừng sao lại chết chứ sinh lão bệnh tử chuyện thường tình trên đời thôi bùi tiếu nhẫn nại ngươi đi chuẩn bị cơm nước trước có một số việc ta sẽ nói với ngươi sau vâng 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 hồ dũng làm bộ lau nước mắt bò từ trên mặt đất dậy chờ hắn rời đi tạ chi phi lúc này mới bắt chéo chân quay đầu nhìn yến tam hợp nói chuyện dường như đã rõ ràng yến tam hợp đối diện với hắn sau đó khẽ gật đầu ý bảo hắn nói tiếp con chó đen này hơn phân nửa là của người thương bà ấy tặng, không chừng còn là tín vật đính ước, cho nên bà đi đâu cũng mang theo. Về sau, lão phu nhân bị người trong nhà ép vào kinh, uyên ương lìa cảnh, lại nghe nói hắc đàn vì nàng tuyệt thực mà chết, rồi biến thành niệm tưởng lâu dài trong lòng không hóa giải được. Bùi Tiếu cảm thấy Tạ Ngũ thập phân tích cực kỳ có lý, nhưng vẫn nói thêm mấy câu. Bà ngoại không cho trong phủ nuôi chó, là bởi vì sợ nhìn thấy sẽ nghĩ đến hắc đàn nghĩ đến hắc đàn sẽ nghĩ đến người thương trước kia. Yến Tam Hợp, ngươi xem chuyện này đã thông suốt chưa? Phì. Bùi tiếu chừng mắt nhìn Lý Bất Ngôn. Ngươi cười cái gì? Lý Bất Ngôn. Chuyện đơn giản như vậy thì ai chẳng hóa niệm giải ma được, còn cần tiểu thư nhà ta làm gì? Này. Bùi tiếu chớp mắt với tả chi phi, nhà đầu kia đang cười nhạo hai chúng ta ngu xuẩn kia. Tả chi phi không để ý đến hắn. Yến Tam Hợp, ngươi thấy thế nào? yến tam hợp xoa xoa thái dương ta cảm thấy phương hướng đúng nhưng còn phải tìm hiểu thêm hỏi thăm một chút đã nàng nói ta đang đi đúng hướng đó tạ chi phi cố nén vui sướng trong lòng ừ cơm nước xong chúng ta sẽ tìm hiểu này sao chỉ nói tạ ngũ thập là đúng vậy ta thì sao bùi tiếu chợt cảm thấy cực kỳ phẫn nộ bùi đại nhân bùi tiếu vừa thấy yến tam hợp gọi hắn vội vàng ưỡn ngực chờ nàng khen mình Yến Tam Hợp. Ngươi đi hỏi thăm cháu trai lớn kia một chút, cách một con sông Bắc Thương, người hai bên bờ sông có thể thông hôn hay không? Bùi tiếu ngẩn ra. Chỉ thế thôi sao, còn nữa. Yến Tam Hợp nhíu mày. Nhà cũ hồ ra ở đâu? Hàng xóm láng giềng có còn sống không? Nếu có, chúng ta phải đi một chuyến. Cho nên, nàng căn bản không có ý định khen ta. Bùi tiếu cực kỳ buồn bực đi ra ngoài. Bất ngôn, tiểu thư, đi hỏi thăm xem tiếng tăm của người Hồ Gia xem tốt xấu thế nào. Cái này đơn giản, nếu dùng bạc thì chỉ cần một chén trà là xong. Đi mau về mau, chờ ta về ăn cơm. Lý bất ngôn vừa đi, tả tam gia đã đứng dậy đi ra gian ngoài, thấy chỉ có một mình Chu Thanh thì hỏi. Hoàng kỳ đâu, đi theo bùi gia rồi, vậy ngươi đi giúp Lý cô nương. Vâng. Tả chi phi dặn dò xong, vừa xoay người thì chân bước đã thu lại. Thiếu nữ ghé vào trên bàn, sau lưng hơi cong, thành một dây cung mềm mại, hòa cùng ánh nến phía xa. Tạ Chi Phi lặng lặng nhìn một lúc rồi đi tới cửa viện chắp tay đứng. Đứng một lát thì có mấy nữ nhân mang theo hộp thức ăn đi tới, Tạ Chi Phi làm động tác im lặng, xong ra ý bảo các nàng đặt hộp thức ăn xuống. Hộp thức ăn đã để xuống, nhưng các nữ nhân vẫn nhìn chằm chằm Tạ Chi Phi vẫn không đi. Tên nhóc này tuấn tú ghê, đúng là hiếm thấy. Tạ Chi Phi bị nhìn đến phiền, mặt trầm xuống. Sát khí xung quanh tràn ra ngoài. Các nữ nhân sờ tới mức quay đầu bỏ chạy. Đẹp thì đẹp đấy, mà tính khí tệ quá, nam nhân như này không được. Các nàng mới vừa đi không bao lâu, bùi đại nhân đã chạy tới. Tạ ngũ thập, ngươi đứng ở đây làm gì? Chỉ mình ngươi có miệng hả? Không thể nhỏ tiếng chút à Tạ chi phi không thèm liếc hắn một cái, sách hộp thức ăn đi vào nhà chính. Gì thế? Bùi tiếu ngơ ra ta đắc tội hắn rồi sao trong phòng yến tam hợp đã đứng thẳng dậy có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên nàng hơi cúi thấp đầu có chút phờ phạc tả chi phi mệt à yến tam hợp đưa tay vuốt mặt không sao tả chi phi mệt thì nghỉ một lát mấy người chu thanh còn chưa về ta về rồi nè bùi tiếu vui vẻ chạy tới yến tam hợp hai bên bờ có thể thông hôn còn nữa nhà cũ ở bờ sông bắc thương đi nhanh cũng mất hai ba canh giờ trong thôn cũng chỉ còn lại một hai người lớn tuổi hai ba canh giờ vậy xem ra hôm nay không kịp rồi yến tam hợp đang thầm tính toán thì lý bất ngôn và chu thanh đã một trước một sau trở lại tiểu thư đã hỏi rồi người hồ ra không có tật xấu gì chỉ là thích khoác lác luôn nói kinh thành có một thân thích làm quan lớn chu thanh yến cô nương ta còn có tin tức hồ ra nhiều năm như vậy không có chia nhà nghe nói là đang chờ cô tổ mẫu ở Kinh Thành đưa tiền tới. Đưa tiền. Bùi tiếu kinh ngạc. Bà ngoại ta âm thầm giúp nhà ngoại sao. Ăn cơm trước đi. Yến Tam Hợp cũng đói bụng. Ăn cơm xong rồi nói. Năm ngày này lên đường, tất cả mọi người đều ăn lương khô lạnh như băng, trong bụng chẳng có chút dầu mỡ nào. Cơm canh nóng hổi bưng lên tay, ngay cả tà Tam gia xưa nay cử chỉ yêu nhã cũng ăn như hổ đói, cho dù hương vị không ngon gì. Yến Tam Hợp vẫn không nhanh không chậm, ăn từng miếng. Tạ Chi Phi đã quen với sự chậm chạp của cô, không thúc giục gì, dùng cơm xong thì bắt chéo chân, vừa uống trà vừa chờ cô. Yến Tam hợp uống xong ngụm canh cuối cùng, dùng nước trà súc miệng, nói: "Gọi cháu trai lớn tới đi." Cháu trai lớn đã sớm ở bên ngoài thò đầu ra, nghe được có người gọi hắn thì vội chạy vào. Cô nương còn có lời gì muốn hỏi, bất ngôn, đưa tiền cơm trước, "Sao, sao, sao có thể thu bạc của các ngươi?" đều là bữa cơm thường ngày thôi, không đáng tiền, không đáng tiền. Lý bất ngôn đặt một trăm lượng bạc lên bàn. Tiểu thư nhà ta bảo ngươi nhận thì cứ nhận đi, bớt nói nhảm lại. Một trăm lượng, điên à, bữa cơm này còn chưa tới hai lượng bạc. Bùi tiếu vừa muốn trừng mắt, thì đột nhiên đầu gối đau nhức. Hắn trừng mắt nhìn tạ ngũ thập, sao đá ta. Tạ ngũ thập nhếch môi, dọc đường ngươi có từng thấy Yến Tam Hợp ra tay hào phóng như vậy chưa? Nhìn thấy chưa, Tên cháu trai lớn không có dễ dàng cất bạc vào túi đâu. Tên cháu trai lớn vừa thấy bạc thì trên mặt đã hưng phấn khó giấu, thế nhưng lại làm ra vẻ như rất khó xử. Vậy, ta xin mặt dày nhận lấy vậy. Khoan đã. Chương 116, ghê tởm. Cháu trai lớn bị dọa thì rụt tay lại, vội vàng nhìn Yến Tam Hợp. Ngồi xuống. Yến Tam Hợp chỉ cái ghế bên cạnh. Ta hỏi ngươi thêm vài câu. Hồ Dũng nhìn bạc thì nuốt một ngụm nước miếng cứng rắn nặn ra nụ cười. Không ngồi nữa đâu, quý nhân còn có cái gì muốn hỏi thế? Mấy năm nay, lão phu nhân mang lễ mừng năm mới cho nhà các ngươi, có từng cho bạc không? Lời này hẳn là đâm vào chỗ đau của Hồ Dũng. Lúc trước thì có, gì mà xa tanh, nhân sâm, bạc, mấy năm nay không biết vì sao mà chẳng có gì. Mấy năm nay, là mấy năm nào? Thì, gần 10 năm nay. Yến Tam hợp cả kinh. Vậy cách khác, bốn người năm trước, bà ấy vẫn luôn trợ cấp đồ đạc cho gia đình ư như thế thì không nên sao hồ dũng vỗ vỗ ngực đương nhiên chúng ta đều là cháu ruột của bà từ trên xuống dưới yến tam hợp nhíu mày nghe nói nhà các ngươi trước kia đi đánh cá bây giờ vào thị trấn thì làm gì để sống dựa vào cô ta tất cả mọi người đều không làm việc ư làm việc gì chứ ngón tay bà ấy để lộ ra một chút đã đủ cho cả nhà chúng ta ăn một năm rồi đúng là không biết xấu hổ Tam gia, ta nghe còn thấy ghê tởm. Lần này, tạ chi phi còn muốn chửi đồng hơn cả bùi đại nhân. Yến Tam hợp cũng ghê tởm, cũng muốn chửi mắng lắm, nhưng nàng thay lão phu nhân không đáng. Một nữ nhân ở trong nhà thế gia đau khổ dẫy dụa, kết quả lại hời cho một đám chó má vô liêm sỉ như vậy. Những năm này lão phu nhân không có gửi bạc về đây, các người ăn gì uống gì. Nói đến đây, Hồ Dũng thương tâm muốn chết. Trong nhà còn có hơn 10 mẫu ruộng nước, cho thuê một năm cũng có thể kiếm được mấy đồng tiền nhỏ, chỉ khổ cho các tiểu bối thôi. Ngươi có gửi thư cho bà không? Có chứ, năm nào cũng gửi, nhưng không thấy hồi âm. Hồ Dũng âm thầm véo mình một cái, cuối cùng gào lên. Cô à, sao cô lại đi rồi? Cô đi rồi thì hồ ra chúng ta phải dựa vào ai để sống đây? Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn lớn tiếng quát. Gào cái gì mà gào, giờ dần một khắc ngày mai, chờ ở cửa miếu quan đế. Hồ Dũng vội hỏi. Quý nhân đây là muốn dẫn chúng ta đến nhà cũ Hồ ra. Lý Bất Ngôn nói xong, bèn thu bạc vào trong ngực. Bạc này ta cất giúp ngươi, chờ từ nhà cũ trở về sẽ đưa cho ngươi. Hồ Dũng há hốc mồm, sao lấy bạc ra rồi mà còn cất lại nữa? Yến Tam Hợp đứng lên. Bùi đại nhân, Tam gia, chúng ta về thôi, quay lại. Tả Chi Phi đứng dậy nhìn Bùi Tiếu, rồi cùng Yến Tam Hợp sát vai rời đi. Bùi Tiếu hiểu rất rõ ý nghĩ trong ánh mắt kia. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Hồ Dũng, nặng nề thở dài. Theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng cậu, còn không phải sao, mẫu thân ngươi và ta là biểu huynh muội đó. Cậu Hồ cười theo. Muội muội mấy năm nay có khỏe không? Bùi Tiếu vỗ vỗ vai hắn. Hết thầy chờ ngày mai đến nhà cũ Hồ ra xem xong rồi hãy nói. Nói gì nữa, có phải lão phu nhân trước khi lâm chung để lại thứ gì cho người Hồ ra không? Hồ Dũng trong lòng vui vẻ, cảm thấy một trăm lượng bạc đưa tới tay rồi lại bay mất cũng chẳng có gì đau lòng nữa. Cháu yên tâm, ngày mai giờ dần ta chắc chắn đến đúng giờ. Con bà nó ai là cháu họ ông? Cốt xa ra cho lão tử. Bùi tiếu trong lòng mắng đến khí thế ngất trời. Lại là giờ dần một khắc, lại là mấy con ngựa mấy người kia, nhưng chỉ nhiều hơn cái cháu trai lớn đang sóc nảy phía trước dẫn đường. Hai canh giờ rưỡi, đã đến nhà cũ hồ ra. Đó là một thôn xóm nho nhỏ dựa vào núi ở gần sông, trên núi là một khu rừng trúc, nhà nào ở đây cũng sống dựa vào việc đánh cá. Yến Tam hợp thầm nghĩ, nguyên nhân vì sao lão phu nhân thích cái viện kia, bởi vì môi trường sống từ nhỏ của bà từng có rừng trúc thế này. Nhìn thấy có người lạ vào thôn, các thôn dân đồng loạt chạy ra hóng hớt. Hồ Dũng cực kỳ đắc ý, ngẩng đầu đi về phía thôn dân đang hóng hớt. Đây là khách quý từ kinh thành tới, chính là nhà bà cô chúng ta đều làm quan lớn cả, chính lục phẩm đấy. Yến Tam hợp nghe không nổi. Hồ Dũng, đi mời người tới. Hồ Dũng cúi đầu khom lưng. Vâng, vâng, đi ngay đây. Yến Tam hợp ra hiệu với Chu Thanh, Hoàng Kỳ, hai người lập tức đi theo Hồ Dũng. Yến cô nương nói mời thì phải thực sự mời. Tên Hồ Dũng này có chút bắt nạt kẻ yếu, Yến cô nương là kêu bọn họ đi theo xem thử. Bất ngôn, tiểu thư yên tâm. Lý bất ngôn nhét cỏ đuôi chó trong tay vào miệng, lắc lắc hai cánh tay rời đi. Bùi tiếu cực kỳ chủ động tiến đến trước mặt Yến Tam Hợp. Ta làm cái gì, ngươi và Tam gia? Yến Tam Hợp thản nhiên nhìn tạ chi phi. Theo ta đi trên đê một chút. Nhàn nhã như thế sao? Tạ chi phi và bùi tiếu liếc nhau, hai người đi theo. Từ sông Bắc Thương đến bên này, mặt sông đột nhiên rộng ra, hơn 10 chiếc thuyền đánh cá dừng lại bên bờ đưa mắt nhìn ra xa thì thấy đầu bờ kia là núi xanh liên miên, dưới núi là khu rừng xanh ung tươi tốt, thấp thoáng có vài thôn xóm. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lão tổ tông thích ngồi ở bên hồ tâm rồi. Bùi tiếu nhịn không được cảm thán. Cái khác không nói, chỉ nhìn mặt sông thôi tâm trạng cũng thoải mái không ít. Bùi đại nhân, tam gia. Yến tam hợp đột nhiên hỏi. Loại người nào có thể khiến các người khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên. Câu hỏi này quá đột ngột, Bùi Đại Nhân vắt óc nhớ lại những năm mình tháng mình từng trải qua, rất thành thật trả lời ba chữ. "Ta không có, tam gia thì sao?" Tả Chi Phi dừng bước, hai lúm đồng tiền trên khóe miệng lún sâu vào, dường như cũng giấu giếm một chút tâm sự. Yến Tam Hợp thấy hắn không nói lời nào, thì xoay người nhìn hắn. Tả Chi Phi tiện tay rút một chiếc lá, đặt ở trong tay khẽ vân vê, động tác này làm cho hắn nhìn có vẻ cả lơ phất phơ. Người mất đi mãi mãi, khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Tạ ngũ thập, nhìn không ra ngươi biết nói mấy lời đau răng như vậy. Ta là đứng ở lập trường của lão tổ tông nhà ngươi mà nói. Khóe miệng tạ chi phi cong lên. Đối với bà mà nói, người yêu kia không phải là người nàng mãi mãi mất đi sao. Có đạo lý. Bùi tiếu đưa tay chỉ y. Gần đây ngươi tiến bộ ghê, đúng là tiến bộ không ít. Tạ chi phi rũ mắt nhìn yến tam hợp, nhìn như tùy ý nói. Đúng rồi, loại người nào có thể khiến yến cô nương khắc cốt ghi tâm đến chết không quên yến tam hợp nghĩ đến cuộc đời trống rỗng của mình cũng cực kỳ thành thật trả lời ba chữ ta không có là bởi vì không có cho nên mới muốn hỏi các ngươi một nữ nhân già trải qua ngàn khó vạn khổ tinh thông tính kế nhìn thấu thế sự cuối cùng thật sự sẽ bởi vì một chút khắc cốt ghi tâm lúc còn trẻ cầu mà không được mà tâm niệm biến thành ma sao nàng cứ cảm thấy như vậy hơi nông cạn Yến cô nương, bùi gia, tam gia, tìm được người rồi. Từ xa, Chu Thanh vẫy tay hô to. Chương 117, Hồ Chân. Nhà Hồ gia cũ đã rách nát không chịu nổi, mấy cái ghế trúc, ghế dài đã không dùng được nữa rồi. Tất cả mọi người nhìn bà lão gầy gò khô quắt trên ghế trúc, đều thầm nói, họ tới nhà cũ Hồ gia là đúng rồi. Bà lão sống lâu nhất trong làng trai là tìm muội thân thiết nhất của quý lão phu nhân. Hồ Dũng, bà ấy không lập gia đình sao yến tam hợp hỏi hồ dũng lắc đầu lão thái bà này mệnh không tốt gả đi nhưng không đẻ được con nên bị hưu về lại yến tam hợp huynh đệ chị em nhà ngoài cũng không chứa được à hồ dũng méo miệng cười ai dám không chứa nổi bà ấy chứ bà này ghê gớm lắm các ngươi cẩn thận một chút bà ấy giấu đau bên người đó người nhà của bà đâu cả đám đều bị bà ấy khắc chết rồi cháu trai lớn họ hồ người phụ nữ nhét hạt đầu tương vào miệng, cắn đến lách tách, trong mắt híp lại. Cẩn thận tiếp theo đến phiên ngươi đó. Nghe đi, các ngươi đi đi. Hồ Dũng còn muốn nói tiếp thì Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn qua, hắn vội thành thật ngậm miệng lại. Yến Tam Hợp rời ghế trúc về phía trước. Giang bà tốt như thế, vậy tửu lượng thì sao? Bà lão nheo mắt. Nửa cân rượu trắng không thành vấn đề, nhưng nhắm phải là thịt đầu heo, không có thịt đầu heo thì ta không uống. Yến Tam Hợp nhìn Hồ Dũng, ở đâu có bán? Hồ Dũng vội nói. Cửa thôn có, ta đi. Chu Thanh vội nhảy ra ngoài. Yến Tam hợp cười với bà lão. Chờ mua thịt đầu heo về, bà hãy uống với cháu vài chung. Ta không uống với bé gái. Bà lão chỉ tay vào Tạ chi phi, cười hề hề để lộ ra mấy cái răng vàng. Tên nhóc này rất tuấn tú, ta uống với hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tạ chi phi. Tạ chi phi không giận mà cười. Bà tinh mắt thật đó già đây sống 70 năm, chẳng lẽ chút mắt nhìn cũng không có ư? Ngươi tránh ra. Bà lão ghét bỏ chừng mắt nhìn Yến Tam Hợp, nhưng lại vẫy tay với tả chi phi. Tên nhóc, mau tới đây ngồi. Yến Tam Hợp đứng lên, bình tĩnh nhìn Tạ chi phi một cái. Tả chi phi gật đầu với cô, bình tĩnh ngồi xuống ghế trúc. Lão phu nhân họ gì vậy? Nơi này là hồ gia thôn, ngươi nói xem ta họ gì? Ta hỏi tên bà theo đạo lý khuê danh của nữ nhân không thể tùy tiện nói với người khác. Bà lão bĩu môi. Người tuấn tú nên ta chỉ nói với ngươi, ta tên là Hồ Trân, lúc còn trẻ, bọn họ đều gọi ta là Trân Tỷ. Tên hay lắm. Tạ Chi Phi khen một câu. Trân Tỷ, ngươi biết cô của Hồ Dũng không, là người gà đến quý gia ở kinh thành ấy. Một tiếng Trân Tỷ này, suýt nữa khiến mọi người ói ra. Bà lão này gây đến khô quát, mặt đầy nếp nhân cũng thôi đi, quần áo trên người bẩn loạn còn chưa tính, mấu chốt là lông mày và tóc của lão phụ nhân này đều đã rụng sạch rồi. Không đúng, cái ót còn dư lại chút tóc, là sự cuột cường cuối cùng của cả cái đầu. Chỉ có yến tam hợp thì cong mắt quan sát. Chân tỷ quật cường một lát xong thì cười run cả người. Tên nhóc, người tên gì? Tạ Chi Phi trả lời vô cùng chấn định tự nhiên. Họ tạ, tên Chi Phi, người có thể gọi ta là Phi Ca. Chân tỷ để lộ hàm răng vàng. Phi ca, bùi tiếu quay đầu, khỏe. Đúng lúc này, Chu Thanh mang theo thịt heo và thịt về. Rượu và thịt mang lên, tả chi phi rót đầy cho chân tỷ, lại gắp một đũa thịt đặt vào trong bát nàng. Chân tỷ trực tiếp đưa tay lấy một miếng thịt, nhét vào miệng. Nhai đi nhai lại chưa được mấy cái thì nuốt xuống. Tả chi phi thầm nói, chân tỷ, ta nghẹn dùng tỷ luôn rồi nè. Năm miếng thịt, một chén rượu vào bụng nếp nhăn trên mặt chân tỷ cũng ít đi hai cái. Các người hỏi thăm hồ tam muội có phải nàng đã đi gặp Diêm Vương rồi hay không? Thì ra khuê danh của quý lão phu nhân là hồ tam muội Tả chi phi gật đầu. Vâng, bà ấy đi rồi. Chân tỷ lạnh lùng nhìn hồ dũng. Ta đã nói rồi, nếu nàng không chết thì kinh thành cũng sẽ không có người tới. Yến tam hợp vươn tay khoác lên ghế chúc tả chi phi đang ngồi, ngón trỏ thon dài trọt vào tả chi phi một cái sau lưng tạ chi phi căng thẳng, suy nghĩ một lát, hỏi. Sao, bà ấy còn sống thì ở Kinh Thành sẽ không có người tới? Chân tỷ cười gằn. Tam muội trước khi đi có nói với ta, đời này sẽ không quay về Đông Hưng, cũng sẽ không để hậu thế trở về. Ta biết. Tạ chi phi. Bà ấy đi Kinh Thành là bị ép buộc, bà ở đây còn có tình nhân. Lời này uyển truyền cực kỳ tự nhiên. Yến Tam hợp nhịn không được thầm khen một tiếng. Bà ấy thân thiết với ai nhất? Tả Chi Phi nhìn chân tỷ, cười lưu manh. Nụ cười của tam gia, không giống với những nam tử khác. Nam tử khác cười rộ lên, hoặc là khóe miệng dương lên, hơi có vẻ rụt rè. Hoặc là cười ha ha, có vẻ phóng khoáng. Tam gia thì không. Lúc tam gia cười rộ lên, miệng cũng cong, lông mày cũng cong, mắt cũng cong. Dáng vẻ lưu manh kia khiến cho người ta cảm thấy nam tử tuấn lang trước mắt này, đúng là đang cười thật lòng với ngươi trên đời này, có mấy người có thể cười thật lòng thật giả với một bà lão bị nhà chồng bỏ rơi, bị người nhà ngoại ghét bỏ. Đôi mắt đục ngầu của chân tỷ như mở ra một khe hở, lộ ra chút ánh sáng. Người thương của bà ấy còn tuấn tú hơn cả ngươi. Tuấn tú hơn ta ư. Tả chi phi thầm nghĩ đừng đùa nữa. Sau đó bên tại lại truyền đến tiếng nói thầm của Yến Tam Hợp. Hồ Tam muội tướng mạo hình như cũng bình thường mà. Tả chi phi giật mình, nói tiếp. Đúng vậy, làn da không trắng, dáng người cũng không xinh đẹp, sao người thương lại tuấn tú như vậy chứ? Hay là nói số nàng không tốt? Chân tỷ ở một cái. Vốn là ta đi cơ, nếu như hôm đó chân ta không bị chuột rút, thì hắn đã quen ta trước rồi, làm gì đến lượt ta muội cơ chứ? Tả chi phi không kiềm chế được kích động trong lòng, nhưng đầu, liếc yến tam hợp một cái, thấy chưa, ta dụ được bà ấy kể chuyện của mình rồi đó. Yến tam hợp khẽ chớp mắt một cái, làm tốt lắm. Câu chuyện thực ra rất đơn giản. 60 năm trước, Hồ Tam Muội và Chân Tỷ vừa tròn 8 tuổi, cả ngày đi theo người lớn vượt mưa vượt gió trên thuyền. Một buổi chiều mùa hè oi bức, hai người lén chạy ra bờ sông chơi đùa. Đột nhiên giữa sông truyền đến tiếng chó sổ thê lương, Chân Tỷ kỹ năng bơi tốt, nói muốn bơi qua xem thử, nhưng vừa bơi chưa được mấy cái thì chân đã bị chuột rút. Hồ Tam Muội nghe con chó kia kêu thảm quá nên sau khi dìu Chân Tỷ lên bờ nghỉ ngơi, lại nhảy xuống sông bắc thương mà lúc này bên bờ sông bắc thương cũng có người vì nghe được tiếng chó sủa mà liều mạng bơi về giữa sông bơi tới chính giữa hai cái đầu gần như đồng thời nhô lên từ dưới nước sau đó bốn mắt nhìn nhau không kịp nói một câu thì đã thấy con chó kia dãy rụa hai rồi rồi chìm xuống lúc này bọn họ mới phát hiện con chó này mang thai sắp sinh vì thế một người luống cuống tay chân đi ôm con chó cái đang hấp hối một người cởi quần áo, cúi đầu lặn vào trong nước đi tìm chó con. Con chó cái kia sinh một lúc bốn con, cuối cùng chỉ sống sót một con, con còn sống kia được hắn đặt cho cái tên là Hắc Đản. Tam muội nuôi vài ngày thì chèo thuyền đưa qua cho hắn. Hắn nuôi thêm vài ngày, lại chèo thuyền đưa tới cho Tam muội. Chân tỷ uống một ngụm rượu, trên mặt bỗng nhiên hung ác. Các người nói xem chuyện cái này gọi là duyên phận gì. Tả chi phi. Duyên phận gì. Chân tỷ. Duyên phận cướp chó, chân tỷ. Tạ Chi Phi dịu dàng nói. Trong lòng tỷ cũng thích hắn đúng không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 118, Phúc Khí. Người như hắn, ai mà không thích? Hai con mắt chân tỷ bất động nhìn chầm chầm tạ chi phi. Đã đẹp lại còn nói chuyện nhẹ nhẹ nhàng nhàng, còn biết viết chữ vẽ tranh. Hắn bao nhiêu tuổi thế? Hơn hơn chúng ta hai ba tuổi, vóc dáng cao hơn chúng ta rất nhiều chân tỷ khoa tay múa chân vài cái đúng cao như vậy nè tạ chi phi cười sau đó thì sao chân tỷ lau miệng sau đó ta muội bỏ ta lại rảnh rỗi sẽ đi qua bờ bên kia đúng là một tiểu tiện nhân bùi tiếu tò mò chen vào một câu mỗi ngày bà ấy đều bơi qua hả chân tỷ vừa thấy người hỏi là hậu sinh cũng tuấn tú nhích miệng cười nói trong sông nhiều thuyền nhỏ như vậy có cái nào không thể trèo đi, đi xuống hai canh giờ nữa còn có cầu, cũng có thể gặp trên cầu. Trên mặt tả chi phi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cứ thế mà đến với nhau sao? Mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Mí mắt chân tỷ không nâng lên, oán hận nói. Nhìn vừa mắt là được rồi, kệ bao nhiêu tuổi chứ? Tả chi phi. Họ bên nhau bao năm vậy? Chân tỷ. Năm sáu năm, hay là bảy tám năm nhỉ, dù sao cứ ở bên nhau hoài thế đó vậy thì là thanh mai trúc mã rồi tạ chi phi cố ý hỏi đã lâu như vậy người nọ sao không đến hồ ra cầu hôn phi ca ngươi nói ngu ngốc gì vậy chân tỷ âm trầm cười nói làm giá viên ương thì còn được muốn kiệu lớn tám người nâng vào cửa thì đến khe cửa cũng không có dáng dấp đẹp biết đọc sách biết vẽ tranh đến khe cửa cũng không có hai nhà rõ là là không môn đăng hộ đối nghĩ tới đây Yến Tam Hợp vừa định dùng ngón tay chọc tả chi phi, tả chi phi đã mở miệng hỏi. Vị kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ môn đệ còn cao hơn quý gia chúng ta sao? Ta nhổ. Trần Tỷ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, vươn ngón út ra, khoa tay múa chân trước mặt tả ca. Quý gia tính là cái quái gì, ta nói cho ngươi biết, đến một ngón tay út của người nọ cũng không bằng. Bùi tiếu không phục. Quý gia chúng ta là đại quan trong kinh thành. Chân Tỷ. Xí một tiếng. Đại quan có gì ghê gớm, người nọ là hoàng thân quốc thích đấy. Phượt, dây đàn căng ra trong đầu mọi người, lập tức đứt đoạn. Tả chi phi quay đầu lại, đối diện chính là. Ánh mắt Yến Tam Hợp cũng kinh ngạc vạn phần. Hoàng thân quốc thích, đó là hoàng tộc đại tề quốc. Yến Tam Hợp hít sâu một hơi nói. Ta không tin lắm, đúng vậy. Tả chi phi gật đầu, lấy ngữ khi bình thường nhất ra nói. Chân tỷ, không nên khoác lác vậy chứ hoàng thân quốc thích đều ở trong hoàng thành làm sao có thể chạy đến bờ bên kia được chứ phi ca à giờ đây sắp đi gặp người của diêm vương rồi còn cần khoác lác gì chứ chân tỉ duỗi bàn tay khô héo về phía trước nhìn xem năm ngón tay còn dài ngắn nữa là hoàng thân quốc thích thì không thiên vị sao tạ chi phi cười cười vậy hắn là người không được sủng ái không phải ngươi nói sao được sủng ái đều ở trong hoàng cung Sao có thể chạy đến góc bé tí này của chúng ta? Tả Chi Phi thầm nói, Chân Tỷ, tử lượng của Tỷ tốt, sức ăn tốt, bản lĩnh tranh cái cũng tốt. Đúng rồi, hắn tên là gì? Chân Tỷ cố gắng mở to hai mắt, cười gian xảo. Nếu ta nói cho ngươi biết thì lát nữa ngươi phải cõng ta về nhà. Tả Chi Phi vỗ tay. Cõng? Chân Tỷ không tin. Thật sao? Tả Chi Phi nói lại, ai không cõng là chó con. Lúc này Chân Tỷ mới tin, chống ghế chậm rãi đứng lên. Tả Chi Phi không biết nàng muốn làm cái gì, cũng đứng lên theo, thử dò xét nói. "Chân Tỷ, bây giờ tỷ về rồi sao?" "Ăn no uống đủ rồi, không về thì làm gì?" "Tỷ còn chưa nói người nọ là ai mà." Chân Tỷ đưa tay xoa đầu rồi, quật cường nói, "Yên tâm đi, ta giữ lại hơi thở cuối cùng, chắc chắn nói cho ngươi biết." Tả Chi Phi không quyết định được, bèn nhìn Yến Tam hợp Yến Tam hợp khẽ gật đầu, hắn bèn ngồi xổm xuống đất. Đến đây đi, lên nào. Chân tỷ quả thực không khách khí, nằm sấp trên lưng tạ chi phi, từ trong cổ họng phát ra hai tiếng. Khanh khách. Rất đắc ý. Bùi tiếu không biết có nên đi theo hay không, liều mạng nháy mắt với Yến Tam hợp. Yến Tam hợp hơi nhíu mày, nói. Ở đây chờ Tam ra trở về. Bùi tiếu. Nhưng lỡ như. Yến Tam hợp nhướng mày. Ngươi không tin tạ ngũ thập của ngươi ư. Bùi tiếu, ta phải trả lời thế nào đây? Ta trả lời thế nào được? Con đường nhỏ giữa các làng. Nam tử tuấn lãng cõng bà lão hói đầu, ngươi một lời, ta một câu. Tà ca nhi, sao ngươi không hỏi thăm chuyện của ta? Hỏi thăm rồi, không phải chỉ có mấy chuyện vớ vẩn đó thôi sao? Không có gì để nói. Sao không có gì để nói? Vậy thì nói đi, ông trời ơi, mạng của ta sao lại khổ như vậy? kêu tỷ nói sao tỷ còn còn chu lên thế ta đẹp hơn tam muội vóc dáng cũng cao hơn tam muội da còn trắng hơn tam muội nhưng mạng ta không bằng nàng Tả chi phi không tiếp lời ta ca à gà còn biết đẻ trứng người nói xem sao ta lại không sinh được đứa con nào vậy bọn họ còn kêu ta ngủ với nam nhân cả ba người đều khen thân thể ta non nớt Tả chi phi dừng chân nhưng thân thể non nớt thì có ích lợi gì bụng lại chẳng tốt hơn gì chân tỷ nặng nề thờ dài về nhà ngoài phụ thân đánh mẫu thân mắng ca ca tẩu tẩu khinh thường ta ta nếu không ngoan một chút bọn họ có thể đem ta bán vào trong trốn lầu xanh tả chi phi khẽ cắn môi khàn giọng nói chân tỷ nghe ý nói như thế tỷ thật đúng là mệnh khổ chân tỷ nghe xong cười ngươi đoán xem ta đã ở lại nhà ngoài thế nào giấu đao trong lưng ngươi đoán sai rồi chân tỷ đưa đầu về phía trước giọng thấp xuống tàu tàu ta mất rồi, đại ca ta không cưới được vợ, huynh ấy bảo ta ngủ với huynh ấy thì mới được ở lại. Tạ chi phi chấn động trong lòng, dưới chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Đám người bọn họ sao lại bị ta khắc chết được, họ rõ ràng là bị ta làm tức chết mà. Ha ha ha, tức chết tốt ghê, ha ha ha, chết thật tốt. Đang cười, thì nước mắt chảy xuống trong đôi mắt đục ngầu của bà. Trong nước mắt, bà dường như lại nhìn thấy hồ tam muội trèo thuyền đến giữa sông chân tỷ tỷ xem là hắn đấy ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn về phía nàng tam muội có nói về cô với ta ánh mắt xấu hổ của nàng không có chỗ để đặt bàn tay vuốt bím tóc đen dài trước ngực nói gì ta hắn nghe hàm răng trắng nói kỹ năng bơi lội của cô rất tốt tầm địa cũng tốt còn giúp nàng chăm sóc khắc đàn nàng chợt không nói nên lời hắn vung tay chân tỷ Nhận lấy nè. Nàng nhận lấy. Gì đây? Hắn. Kẹo đó, cho cô, ngọt lắm. Đúng là rất ngọt, ngọt tận tâm can, nàng cười đến mặt mày đều cong lên. Ngươi, ngươi tên là gì? Từng đọc sách chưa? Không biết chữ, nhưng trí nhớ của ta rất tốt. Vậy ngươi nhớ ký, ta tên là... Tà ca. Trong miệng chân tỉ như là thật ngậm một viên kẻ ơ, nàng chép hai tiếng, rồi dần dần nói chuyện càng lúc càng hàm hồ. Ngươi nhớ kinh nhé, nơi nào thương tâm nhất, Quan Sơn gặp Thu Nguyệt, hắn tên là Ngô Quan Nguyệt. Dù tả chi phi đã chuẩn bị tâm lý tốt thì cũng bị ba chữ này làm cho cả kinh suýt nữa thì nín thở. Đúng lúc này, bàn tay vốn đang khoác trên vai hắn, đột nhiên buông xuống. Chân tỷ chân tỷ Tả chi phi không chống đỡ được nữa, hai chân quỳ dạp xuống đất. Tam gia. Chu Thanh từ xa chạy như bay tới. Để ta cóng. Tạ Chi Phi nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu. Đỡ ta dậy, để ta tiến chân tỉ đoạn đường cuối cùng. Chu Thành vội vàng vươn tay dò xét hơi thở của nữ nhân, ngây ngẩn cả người. Thịt ăn no, rượu uống đủ, còn được một tam gia tuấn tú cống về nhà. Tạ Chi Phi dùng sức bật dậy, lúc hai chân đồng thời rời khỏi mặt đất thì hô to. Chân tỷ, tỷ thật có phúc. Một tiếng gầm cực lớn. Từ xa, Yến Tam Hợp chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại. chương 119, Mô Thị Chân tỷ không con cái, không người thân thích, chỉ thay quần áo mới, mua cỗ quan tài, mời người trong thôn gác đêm ba ngày, rồi chôn ở phần mộ tổ tiên hồ ra, là coi như xong việc. Tả chi phi mệnh Chu Thanh đưa cho người làm việc một trăm lượng bạc, dặn dò hắn phải làm hậu sự cho chân tỷ phong phong quang quang. Sắp xếp thỏa đáng, tả chi phi đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, bùi tiếu, nói ba chữ như sấm bên tai kia. Yến Tam hợp nhíu mày. Chân trước vừa nhắc tới ngô quan nguyệt, chân sau tâm ma của quý lão phu nhân đã có liên quan. Quả nhiên đúng như lời chân tỷ nói, đây đúng là duyên phận cất chó. Bùi tiếu vội hỏi. Yến Tam hợp, tiếp theo làm sao bây giờ? Yến Tam hợp im lặng. Yến Tam hợp im lặng có rất nhiều nguyên. Ta nằm mơ cũng không có nghĩ tới tâm ma của lão phu nhân lại liên quan đến ngô quan nguyệt người này là đã chết, hay là còn sống? Yến Tam hợp hơi ngửa đầu, nhìn về phía bùi tiếu đang bất đắc dĩ. Bùi tiếu không rõ nàng có ý gì, dùng ánh mắt đi hỏi tạ chi phi. Thần sắc tạ chi phi ảm đạm. Sau khi vụ án trịnh ra xảy ra, Cẩm y vệ và đại tề đều đang tìm tung tích phụ tử ngô quan nguyệt, nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Người mà cầm y vệ còn tìm không thấy thì chỉ dựa vào mấy người chúng ta. Bùi tiếu chợt thấy sụp đổ, Yến Tam Hợp, có phải nếu không tìm thấy ngô quan nguyệt, thì tâm ma của bà ngoại ta không có cách hóa giải không? Tâm ma của lão phu nhân là hắc đản, hắc đản là do bà và ngô quan nguyệt cùng cứu, xem như tín vật đính ước. Hai người là thanh mai trúc mã, lại vì thân phận địa vị khác biệt mà tiếc nuối cả đời. Yến Tam Hợp bình tĩnh phân tích. Trước mắt xem ra tâm ma của lão phu nhân có thực là liên quan với ngô quan nguyệt không đá, nếu như tìm không thấy hắn thì cũng chẳng tìm được người đốt hương, tâm ma cũng khó mà hóa giải được chết rồi chết mất thôi bùi tiếu buồn bã con bà nó chứ sao lại bế tắc thế này nút thắt còn có thể dùng kéo cắt ra đây là ngõ cụt là đường cùng tạ ngũ thập con bà nó ngươi có thể nói lời gì an ủi ta một chút hay không bùi tiếu gần như muốn sụp đổ không thể tạ chi phi cười gằn bản lĩnh cầm y vệ minh đình ngươi hẳn cũng biết rồi đấy hơn nữa mạng lưới tin tức của bọn họ còn trải rộng khắp thiên hạ, đương nhiên còn có một khả năng. Bùi Tiếu khả năng gì? Tả Chi phi gần từng chữ người chết rồi không thể tìm thấy đã chết ư? vậy nói cách khác, bọn họ chịu khổ suốt một đường này coi như bỏ rồi sao? vậy nói cách khác, chuyện xui xẻo của quý gia không chỉ dừng lại ở việc xét nhà mùi tù về sau còn có thể không ngừng xảy ra nữa. nói cách khác, quan tài của bà ngoại không khép lại không đầu thai được, mãi mãi chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ. Bùi tiếu sững sờ nhìn tạ chi phi, muôn vàn tư vị sông lên đầu. Hắn thấy không chịu được nổi, dứt khoát ngồi xuống đất, chán chống đầu gối, khẽ giọng nức nở. Con bà nó, đều là chuyện gì thế này? Hu hu hu, bùi minh đình, ngươi có còn là nam nhi không? Bùi minh đình ngẩng đầu trừng mắt nhìn yến tam hợp, cả giận nói. Ngươi lại dùng từ hổ báo gì nữa thế? là nam nhi thì đứng lên cho ta. Yến Tam hợp cười gần nói. Ngô quan nguyện nếu chết thì không có con gái gì sao, không có con cái thì chẳng lẽ không có cháu chất. Bùi tiếu khịt mũi nói. Lỡ như hắn đoạn tử tuyệt tôn thì sao, đến lúc đó người khóc cũng không muộn. Ai nói ta khóc, tiểu gia ta là khổ sở trong lòng. Không đúng, ý của ngươi là. Bùi tiếu vội đứng bật dậy. Còn có hy vọng ư, ừ. không có hy vọng, cũng phải tìm ra hy vọng yến tam hợp xoay người ánh mắt nhìn về phía lý bất ngôn không biết khi nào đã trở về lý bất ngôn lắc đầu tiểu thư ta đã đi hỏi từng nhà rồi không có manh mối gì cả yến tam hợp suy nghĩ một lát bất ngôn chu thanh hoàng kỳ ba người đồng loạt nhìn về phía nàng lát nữa bảo hồ dũng tìm thuyền trèo qua bờ bên kia ba người các ngươi chia nhau hỏi thăm chuyện lúc trước của ngô quan nguyệt yến tam hợp hắn là loạn thần tặc tử hỏi thăm không dễ dàng các ngươi chỉ cần dùng tiền thì có thể sai khiến ma quỷ vâng vậy còn chúng ta tả chi phi chúng ta làm gì yến tam hợp thản nhiên nhìn bùi tiếu một cái ta cần các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút yến tam hợp tả chi phi do dự một lát bây giờ làm những việc này còn hữu dụng không có tác dụng hay không thì làm rồi hãy nói yến tam hợp ánh mắt nhìn về phía chu thanh đều đói bụng rồi phải không mời thôn dân ăn mấy chén mì cho Bùi Đại Nhân ăn mì, úp thêm quả trứng gà. Tại sao phải cho úp trứng gà cho ta? Bùi Đại Nhân mặc dù bị đà kích, nhưng cũng không muốn biến thành đặc biệt. Yến Tam Hợp, bổ óc cho ngươi. Ý là nói hắn ngu phải không? Ngươi, Bùi Đại Nhân giận tím mặt. Yến Tam Hợp coi như không thấy, kéo lý bất ngôn xoay người rời đi. Tả Chi Phi nhìn Bùi Đại Nhân đang nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng nhếch lên. Tên ngốc này mỗi một lời của nàng đều là đang chấn an người đó, đồ ngốc. Một bát mì, sột soạt vài cái là ăn xong. Ba người lý bất môn đặt bát xuống, đi ra bờ sông kiếm thuyền. Yến Tam Hợp là người ăn xong cuối cùng, dùng khăn lau miệng, xách một cái ghế chốc ngồi xuống dưới bóng cây, khon lưng nhặt một cành cây nhỏ lên, viết ba chữ lên mặt đất. Ngô Quan Nguyệt, tả chi phi khoanh tay tựa vào cây, đôi mắt đen thâm túy nhìn chữ trước, rồi lại nhìn người viết chữ, thật lâu sau mới mở miệng nói. Cần chúng ta giúp ngươi suy nghĩ chuyện gì? Tam gia hiểu rõ chuyện đại tề như lòng bàn tay, còn về ngô quan nguyệt thì sao? Ngươi muốn biết cái gì? Yến Tam hợp ngẩn người, dương mắt nhìn hắn. Đúng lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây rơi xuống, có một luồng sáng phủ lên gương mặt tả Tam gia, dưới ánh sáng, đôi mắt hoa đào kia rủ xuống. Dáng vẻ này, khó trách chân tỷ lại thêm thương. Yến Tam hợp rời tầm mắt, tất cả mọi thứ nhắc tới Ngô Quan Nguyệt không thể không nhắc tới Vương thất Đại Tề quốc Tả Chi Phi dừng lời nước Đại Tề rất nhỏ chỉ có mấy châu mấy phủ chính vì nhỏ cũng chỉ có thể phụ thuộc vào nước lớn hơn ai làm vua phải xem ý của Hoàng đế Đại quốc Đại quốc thay đổi triều đại Đại Tề cũng thay đổi triều đại theo Yến Tam hợp nghe đến đó khẽ nhíu mày trước Vương triều Trần Thị là Lý Thị Hoàng đế họ Lý tuổi đã già nội loạn liên tục Quyền lực triều chính dần rơi vào trong tay Trần Thị. Tả Chi Phi. Trần Thị vì thay thế Lý Thị mà phát động chính biến, thành lập Trần triều. Như vậy. Yến Tam hợp. Trần Thị thay thế Lý Thị đồng thời, có phải cũng là thời điểm nước Đại Hoa chúng ta thay thế Tiền triều? Đồng từ Tả Chi Phi co rút. Yến Tam hợp. Chính ngươi nói, đại quốc thay đổi triều đại, đại tề cũng sẽ thay đổi. Tả Chi Phi khó khăn gật đầu. Sau đó thì sao? Đánh giang sơn dễ. Giữ Giang Sơn khó. Sau khi người họ Trần ngồi vững Giang Sơn thì bắt đầu hưởng lạc, hơn nữa lũ lụt liên tục mấy năm, dân chúng đã có vài phần oán hận. Tả Chi Phi, mẫu thân Ngô Quan Nguyệt là trưởng công chúa, em gái ruột của Trần Vương, nàng bị người Trần gia giật dây, gả cho Ngô gia. Ngô gia này có gì đặc biệt? Trước vương triều Lý thị chính là Ngô thị, tổ tiên Ngô thị cũng từng làm hoàng đế, huyết mạch cực kỳ cao quý, chỉ là sau khi thay đổi triều đại thì xuống dốc chương 120, quyền thần. Yến Tam hợp thầm giật mình. Thì ra máu trên người ngô quan nguyệt chảy, là của hai đời hoàng thất. Cuộc đời ngô quan nguyệt trước kia ta không biết, càng không biết hắn và quý lão phu nhân có duyên phận như vậy. Tả chi phi. Chỉ biết sau khi hắn được cậu của hoàng đế tín nhiệm, thì từng bước từng bước trở thành quyền thần. Cái gọi là quyền thần, là giống như phụ thân ngươi sao. Phụ thân ta kém hắn 10 vạn 8 ngàn dặm. Tạ chi phi kiên nhẫn giải thích. Quyền thần dưới một người, trên vạn người, quyền thế ngập trời, thậm chí có thể nói là một tay che trời. Yến Tam Hợp sửng sốt, mới nói: "Một người có thể leo lên cao đến mức có thể một tay che trời, chắc chắn là có bản lĩnh thật sự." "Ngươi nói đúng." Tạ Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp một cái. Nghe nói người này cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ thủ đoạn, sau khi cầm quyền lập tức tiến hành cải cách rất nhiều tệ nạn của vương triều Trần thị, người Trần gia hận hắn muốn chết, nhưng bách tính ai cũng ủng hộ kính yêu. Tạ Chi Phi nói tới đây, tự diễu cười cười. Lúc này, ngươi nên hiểu nguyên nhân vì sao hắn lưu vong nhiều năm như vậy, nhưng vẫn tìm không thấy. Yến Tam hợp, ừ, một tiếng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, cho bớt kinh hãi. Vương thất Ngô Thị bị Lý Thị diệt, vương thất Lý Thị bị Trần Thị diệt, cuối cùng vương thất Trần Thị lại bị Ngô Thị diệt. Đây là một vòng luân hồi như thế nào đây? Đặt chén trà xuống, cô lại hỏi. Chuyện xưa của Ngô Quan Nguyệt có còn không? Còn Tạ Chi Phi dường như đứng hơi mệt, bèn tìm một cái ghế chốc ngồi xuống, thuận tiện đưa cho Bùi Tiếu một cái, ý bảo hắn ngồi xuống nghe. Bùi Tiếu thực ra vẫn ngồi ở mép giếng, dựng thẳng hai lỗ tai, không bỏ sót một chữ. Hắn đi qua, đá đá mũi chân Tạ Chi Phi. Tên nhóc ngươi làm sao biết nhiều như vậy, điều tra từ khi nào thế? Ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Không nghe thì cút sang một bên. Hờ, ngươi đốt pháo à? Bùi tiếu chừng hắn một cái. Ta chỉ cảm thán một câu thôi mà ngươi thái độ thế ư. Mau, đem nụ cười với lúm đồng tiền của ngươi ra đây cho ra. Đem ông nội ngươi. Tả chi phi có cảm giác bị. Tổ tông. Kia đùa giỡn một phen. Tam gia không biết tâm trạng tổ tông lúc này cực kỳ phức tạp, là loại phức tạp ngoài miệng không tiện hơn hai câu thì sống không nổi. Vì bà ngoại cửa lớn còn chưa ra thì sao lại có quan hệ với một người như vậy? Ngô Quan Nguyệt 20 tuổi cưới vợ, Thê tử là người trường công chúa chọn chúng, sau đó, lại nạp vài phòng thiếp thất. Chờ một chút, Yến Tam Hợp đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Lúc hắn 20 tuổi, quý lão phu nhân 18 tuổi, đã vào kinh 2 năm. Tả chi phi nhìn thẳng vào mắt cô. Không đúng chỗ nào, không có gì không đúng cả. Yến Tam Hợp nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ta chỉ đang suy nghĩ, giữa bọn họ là ai phụ ai trước. Tả chi phi nhíu mày. Có gì khác nhau sao? Có. Yến tam hợp. Nếu như là lão phu nhân phụ hắn trước, vậy nếu tâm ma của lão phu nhân là ngô quan nguyệt, thì sẽ không vì áy náy mà nặng nề hơn. Nếu như là ngô quan nguyệt phụ nàng trước thì sao? Đối với một người phụ lòng, ta cảm thấy lão phu nhân sẽ không cố chấp như vậy. Yến tam hợp chuyển ánh mắt. Bùi đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy trong lời nói của ngươi có hàm ý gì đó. Nhưng ta không có bằng chứng. Bùi tiếu hắng giọng ta cảm thấy nếu ngô quan nguyệt phụ lão phu nhân trước thì lão phu nhân sẽ rất vui vẻ đi kinh thành hưởng phúc, cũng sẽ không nói mấy lời tàn nhẫn như không bao giờ trở về nữa. Yến tam hợp. Ăn trứng gà xong đầu óc thông minh hơn nhiều rồi đó. Bùi tiếu. Bà đồng này rốt cuộc là đang khen ta, hay là đang mắng ta thế? Ta đang dỗ dành ngươi đấy. Yến tam hợp. Tam gia nói tiếp đi. Kỳ lạ là, tuy hắn thê thiếp rất nhiều, dưới gối cũng chỉ có một đứa con trai, nghe nói hắn đối rất thích đứa con này ánh mắt tạ chi phi lập tức trở nên lạnh lẽo trong cuộc huyết tẩy cũng chỉ có hai phụ tử bọn họ sống sót đây là toàn bộ những gì ta biết nói đến đây thì dừng lại yến tam hợp thầm phát hỏa ra hình tượng đại thể của ngô quan nguyệt thông minh lộng quyền lòng giả ác độc thương con trai có thù tất báo còn có giết phú tế bẩn một người phức tạp như vậy yến tam hợp nhìn bùi tiếu bùi đại nhân Chân tỷ có nói một câu rất đúng. Ta biết. Bùi tiếu cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Người này giỏi hơn ông ngoại ta nhiều. Quý gia thật đúng là kém. Bà ngoại ta mắt nhìn tốt thật. Tam gia. Yến Tam hợp nhìn về phía tạ chi phi. Nếu ta muốn đi đại tề thì cần chuẩn bị những gì? Tạ chi phi nghe cô nói vậy thì không có gì ngạc nhiên. Ngô quan nguyện mất tích ở đại tề. Dân chúng lại ủng hộ hắn như vậy. Khả năng lớn nhất của phụ tử bọn họ là mai danh ẩn tích ở một nơi nhỏ tầm thường nào đó của đại tề. Yến Tam Hợp Tạ Chi Phi hôm nay vừa tên vừa gọi họ tương đối thuận miệng. Rất đơn giản, bảo Minh Đình đến phủ nha Nam Ninh xin giấy thông hành là được, với thân phận Minh Đình, không chừng còn có thể lấy được thư tay của Chi Phủ Đại Nhân. Thư tay có ích lợi gì? Đại tề có bố chính sứ ti do Hoàng thượng thiết lập, có thư tay là có thể nhờ bọn họ giúp tìm người. Chỉ là, tạ chi phi khẽ nhíu mày, đừng có hy vọng quá lớn không đợi Yến Tam Hợp mở miệng, hắn lại thở dài một câu. Có lẽ là đang lãng phí thời gian. Yến Tam Hợp rất muốn hỏi hắn một câu, Tam gia, ngài làm sao vậy? Sao lúc nào cũng nói mấy lời mất tinh thần thế? Không phải người giỏi dỗ dành người khác bằng lúng đồng tiền lắm sao? Ta muốn đi đại tè thử vận may. Vận may ư? Tạ Chi Phi quay đầu cười gần. Nếu nhờ vận may có thể tìm được người, thì còn cần cẩm y vệ làm gì? Yến Tam Hợp đứng lên, đi tới trước mặt Bùi Tiếu. Ta có một ý, ý gì? Ta cảm thấy bà ngoại nhà ngươi chắc chắn ở bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Á, à. Bùi Tiếu nhảy bật dậy từ ghế trúc, nhào vào lòng Tạ Chi Phi, sau đó ngẩng đầu, đối diện Tạ Chi Phi. Bùi Tiếu, huynh đệ, bà đồng yến dọa ta kìa. Tạ Chi Phi, huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện trái lương tâm gì mà quý lão phu nhân cũng sợ thế. Tạ Chi Phi đẩy người ra. Yến Tam Hợp, sao lại nói như vậy? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Yến Tam Hợp chỉ vào chiếc ghế trúc chân tỷ đã ngồi. Nếu chậm một bước, thì chút qua lại của Hồ Tam Muội và Ngô Quan Nguyệt đã cùng chôn xuống đất với chân tỷ rồi. Tả Chi Phi. Ngươi cảm thấy và đang phù hộ chúng ta. Ta cảm thấy, chính bà cũng muốn tìm đáp án. Yến Tam Hợp dùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn hắn. Một đáp án về quá khứ. Tả Chi Phi nhìn cô từ trên xuống dưới, từ mắt đến môi, rồi đến hai tay đang rủ xuống. Không biết vì sao mà hắn đột nhiên có suy nghĩ, nếu như người kia có thể sống đến lúc bàng tuổi nàng thì dáng vẻ hẳn cũng đẹp như thế. Ngươi làm gì ta cũng sẽ ủng hộ, chuyện đi đại tề, để ta và Minh Đình sắp xếp. Tả Chi Phi cười rộ lên, lúng đồng tiền lún sâu vào. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn